Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp theo của phần Lesson 1. Lesson 1 này là của Team 3, Our World. Trong phần học tiếp theo này, chúng ta sẽ học phần đó là Listening and Speaking. Trong phần này, thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn học thêm đó là phần Pronunciation. Thầy mời các bạn vào bài. Now, look at listening part. Two students are talking about their travel plans. Listen and circle the correct words. Trước khi chúng ta nghe, thì chúng ta phải nhìn qua cái đề bài, xem coi họ nói gì. Rồi sau đó chúng ta lấy ý nhanh, rồi sau đó chúng ta nghe. Rồi, các bạn có 2 phút nhìn nhanh cái đề. Sau đó chúng ta nghe lại phần B, rồi chúng ta fill in the blanks, listen again and check. Now, number one, Jenny is going to Chicago or London. Billy is visiting his aunt or playing baseball in Chicago. 2. Billy is going camping or visiting an amusement park. Jenny is going sightseeing or hiking. Các bạn nghe máy rồi các bạn chọn cái câu trả lời đúng. Sau đó chúng ta sẽ nghe ở phần B. Thì chúng ta nghe coi the speaker say, where are you going? Các bạn còn nhớ thì hiện tại tiếp diễn không? Thì hiện tại tiếp diễn ở đây, chúng ta sẽ nói về một cái là tương lai gần, ha các bạn? Các bạn còn nhớ là thì hiện tại tiếp diễn chúng ta phải có là be cộng với verb in. Be ở đây chúng ta được chia làm 3 dạng: am, is, are. Verb in, ha các bạn? Nào, chúng ta nghe. Listening. One. Hi, Billy. I didn't expect to see you at the airport. Oh, hi, Jenny. Where are you going? I'm going to London tonight. 2 whole weeks in the UK. I'm so excited. What about you? Cool. I'm going to Chicago. Who are you traveling with? I'm traveling with my mom. We're going sightseeing. We're visiting Buckingham Palace. What are you doing in Chicago? I'm playing baseball with my team. I'm meeting them in an hour. Two. What else are you doing in London? Oh, we're visiting the Tower of London on Sunday. And you? Are you just playing baseball? What else are you doing? Well, we have some free time. So the team's going to an amusement park on Tuesday. Nice. Oh, and we're visiting my aunt in Manchester for the second week. We're going hiking with her after we arrive. Manchester? How are you getting there? We're going by train. Gotta go. Now, listen again and check. Nào, giờ chúng ta check đáp án nhé các bạn. Chúng ta nghe lại. Listening. One. Hi, Billy. I didn't expect to see you at the airport. Oh, hi, Jenny. Where are you going? I'm going to London tonight. 2 whole weeks in the UK. I'm so excited. Vậy là Jenny đi đâu các bạn? Đi London ha, mình nghe rất là rõ. Bây giờ mình xem coi Billy sẽ làm gì ở Chicago. What about you? Cool, I'm going to Chicago. Who are you traveling with? I'm traveling with my mom. We're going sightseeing. We're visiting Buckingham Palace. What are you doing in Chicago? I'm playing baseball with my team. Bạn nghe được đáp án là gì? I'm playing baseball with my team. Vậy đáp án chúng ta là playing baseball. I'm meeting them in an hour.
2. What else are you doing in London? Oh, we're visiting the Tower of London on Sunday. And you? Are you just playing baseball? What else are you doing? Well, we have some free time. So the team's going to the amusement park on Tuesday. Bạn nghe được cái gì vậy các bạn? Đi đâu? Này, cho các bạn nghe lại phần này nha. Well, we have some free time. We have some free time là tôi có thời gian rảnh, đúng chưa? So the team's going to the amusement park on Tuesday. Vậy là đi amusement park on Tuesday. Vậy đáp án chúng ta chọn là visiting an amusement park. Nice! Oh, and we're visiting my aunt in Manchester for the second week. We're going hiking with her after we arrive. Bạn nghe được chữ gì? Sightseeing or hiking? Manchester for the second week. We're going hiking with her after we arrive. Manchester? How are you getting there? We're going by train. Oh, I've gotta go. I gotta go là tôi phải đi rồi. Vậy đáp án chúng ta chọn của Jenny là gì các bạn? Hiking. Mình nghe hồi lúc nãy đúng chưa? Nào, bây giờ xuống đây chúng ta sẽ nghe chi tiết từng câu trong bài. Rồi chúng ta sẽ điền cái đáp án đúng. Where are you going? Who are you? Mình đã học ở phần này rồi nè. Who are you? Là bạn đi cùng với ai? Chúng ta nghe lại chỗ này nhé các bạn. Hi Billy, I didn't expect to see you at the airport. Oh, hi Jenny, where are you going? Bạn nghe rõ không? Where are you going? I'm going to London tonight, 2 whole weeks in the UK. I'm so excited. What about you? Cool, I'm going to Chicago. Who are you traveling with? Nghe rõ ha? Who are you traveling with? Traveling. Rồi, bạn sẽ nghe tiếp. With my mom. We're going sightseeing. Đi với ai các bạn? With my mom. We're visiting Buckingham Palace. What are you doing in Chicago? I'm playing baseball with my team. I'm meeting them in an hour. Two. Trong bài chúng ta sẽ nghe những cái địa danh ha các bạn, giống như là Buckingham Palace ha. Đây là ở Anh đó. Các bạn nghe cái tên, rồi mình về mình lên cái Google, mình tra những cái địa danh đó để mình biết thêm ha, để tăng thêm phần kiến thức cho các bạn. What else are you doing in London? We're visiting the Tower. Chúng ta nghe được cái gì? What else are you doing in London? What else are you doing in London? Đúng không các bạn? Doing. Bạn sẽ còn làm cái gì nữa ở London? Oh, we're visiting the Tower of London on Sunday. And you? Are you just playing baseball? What else are you doing? Well, we have some free time. So the team's going to the amusement park on Tuesday. Nice! Oh, and we're visiting my aunt in Manchester for the second week. We're going hiking with her after we arrive. Manchester? How are you getting there? Manchester, how you get there? Cái chữ get ha, getting thì người ta đọc nó hơi đi xuống, các bạn hình như nó bị mất âm. Get, các bạn nghe lại chỗ này. We're going hiking with her after we arrive. Manchester, how are you getting there? How you get there? Rồi đáp án của chúng ta là get there. Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Phần này là thầy đã dạy các bạn ở tiết trước rồi, nhưng mà thầy vẫn ôn cho các bạn. Những cái câu này rất là quan trọng. Ví dụ như where are you going? Thầy mời các bạn nghe lại một lần nữa bài này. Useful language. Listen, then practice. Where are you going? I'm going to Chicago. What are you doing in Chicago? I'm visiting my aunt. Who are you traveling with? I'm traveling with my parents. How are you getting there? We're going by plane. Bạn nghe rất là rõ. Where are you going? Là
bạn sẽ đi đâu, đúng không? Bạn đi đâu? I'm going to Chicago. Là tôi đi đi Chicago. What are you doing in Chicago? Bạn sẽ làm gì ở Chicago? I'm visiting my aunt. Là tôi đi thăm dì của tôi, hoặc là thăm cô của tôi. Who are you traveling with? Who là chỉ người, ha các bạn. Bạn đi cùng với ai? I'm traveling with my parents. Tôi đi cùng với bố mẹ của tôi. How you getting there? Bạn đi đến đó bằng cách nào? Bạn đi đến đó như thế nào? Bạn đi đến đó bằng cái gì? We are going by plane. Là tôi, chúng tôi đi bằng máy bay. Thì chúng ta phải học mẫu câu này ha các bạn. Các bạn thực tập nha. Mình nghe lại rồi mình thực tập. Và nên nhớ là cái phần note. Remember to use verb adding in the present continuous tense, not the base form. Bạn phải nói là I'm visiting friends. Khi mình thêm in ha, mình phải có am is are thì động từ phải có in. Các bạn không được giữ nguyên cái này ha. I'm visit friends có nghĩa là sai đó, mình bị sai cái công thức thêm in ha. Các bạn nhớ thêm in. Cái quy luật thêm in đó thì phải bỏ e thêm in nè, gấp đôi ha. Cái này mình đã học ở lớp dưới rồi nha các bạn. Nào, thì mời các bạn vào phần tiếp theo. Đây là cái phần pronunciation. Các bạn thấy người ta ghi không? What are you? Mình đọc là what are you. Thường thì nó sẽ đọc là, bạn sẽ nghe máy nhá, nó viết tắt như thế này, nó nối lại với nhau. Các bạn nghe này. Pronunciation. What are you doing in Chicago? What are you doing in Chicago? What are you doing in Tokyo? What are you doing in Tokyo? Rất rõ ha các bạn. Chúng ta nghe lại một lần nữa nha. Pronunciation. What are you doing in Chicago? What are you doing in Chicago? Bạn không nghe người ta đọc chữ A đúng không các bạn? What are you? What are you doing in Chicago? What are you doing in Chicago? What are you doing in Tokyo? What are you doing in Tokyo? Mình đọc nha, nha. What are you? What are you doing in Tokyo? What are you doing in Tokyo? What are you? What are you? Mình đọc chậm thì đọc là what are you, nhưng mà khi người bản xứ thì đọc rất là nhanh, what are you? What are you? Rồi xuống cái phần practice nè các bạn. Practice the conversation, swap roles and repeat. Mình thế vào ha, mình thế vào rồi mình lặp lại. Thầy sẽ làm mẫu cho các bạn ha. Các bạn nhìn nè, những cái địa danh này các bạn phải đọc kỹ, rồi các bạn tra ở trên Google ha, coi cái địa danh nó nằm ở đâu để mình biết thêm kiến thức thôi các bạn. Nào, listen. Hi Mike, where are you going? I'm going to. Cái chữ này chúng ta đọc là Atlanta. Atlanta, Atlanta. I'm going to Atlanta. What are you doing there? I'm visiting my aunt and uncle. Who are you traveling with? I'm traveling with my parents. How are you getting there? We're going by bus. How long are you staying for? We're staying for a week. Chào Mai. Bạn đi đâu đó? Tôi đi Atlanta. What are you doing there? Bạn sẽ làm cái gì ở đó vậy? Tôi đi thăm. Dịch là tôi đi thăm luôn. Tôi đi thăm gì? Cô gì? Các bạn cô gì? Còn là uncle là chú, cậu của Dượng, đúng không? Thì mình gì thì với Dượng, đúng chưa? Cô thì với chú, cậu thì với mợ, được chưa? Mình phải dịch cho nó đúng cặp như vậy. Who are you traveling with? Bạn đi cùng với ai? Các bạn thấy không? Bạn đi cùng với ai? I'm traveling with my parents. Tôi đi cùng với ba mẹ, hoặc là đi cùng với bố mẹ. How you getting there? Mình đi đến đó bằng cái gì? We're going by bus. Chúng tôi đi bằng xe buýt.
how long là bao lâu, how long are you staying for, à, nhớ là for ha các bạn, how long are you staying for là bạn sẽ ở lại đó trong bao lâu, we are staying for a week, for là khoảng, chúng tôi sẽ ở đó khoảng một tuần. Rồi, chúng ta có những cái địa danh như thế này ha các bạn. Vancouver, Vancouver, London. Mình thay thế vào những cái dòng chữ màu xanh. Ví dụ mình có cái mình làm cái gì ở đó, ví dụ như là going hiking, going sightseeing. Bạn đi cùng với ai? Là cho thêm cái này. My older brother, là tôi đi cùng với anh trai của tôi. My grandparents, tôi đi cùng với ông bà của tôi. Rồi, bây giờ được phương tiện, người ta cho bằng là train là xe lửa, plane là máy bay. Nó là khoảng bao lâu, người ta cho thêm là 2 weeks, 2 tuần, 10 days, mới 10 ngày. Rồi, bây giờ thầy làm thử cho các bạn nha. Thầy sẽ thế cái phần đầu vào, và các bạn sẽ tập thế cái phần sau, và các bạn đọc chậm, và sau đó đọc nhanh lên. Hi Mike, where are you going? I'm going to Vancouver. I'm going to Vancouver. What are you doing there? I'm going hiking. I'm going hiking. Who are you traveling with? I'm traveling with my older brother. How are you getting there? Well, how are you getting there? We are going by train. How long are you staying for? We are staying for 2 weeks. Bạn thế vào và mình tập nhanh lên. Hai các bạn. Nào, bây giờ các bạn cùng thực tập lại với cái bài mẫu với thầy nha. Hi Mike, where are you going? I'm going to Atlanta. I'm going to Atlanta. What are you doing there? What are you doing there? I'm visiting my aunt and uncle. I'm visiting my aunt and uncle. Who are you traveling with? Who are you traveling with? I'm traveling with my parents. I'm traveling with my parents. How are you getting there? How are you getting there? We are going by bus. How long are you staying for? How long are you staying for? We are staying for a week. We are staying for a week. Chậm ha các bạn, chậm mà chắc. Sau đó mình lưu loát rồi đó thì mình sẽ đọc nhanh hơn một tí. Bây giờ chúng ta đọc nhanh nha. Hi Mike, where are you going? I'm going to Atlanta. What are you doing there? I'm visiting my aunt and uncle. Who are you traveling with? I'm traveling with my parents. How are you getting there? We are going by bus. How long are you staying for? We are staying for a week. Is it okay? Các bạn cứ tập chậm dần, sau đó các bạn tập tăng tốc độ lên, nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh nhưng mà phải rõ nha các bạn, chứ không được dối. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo. Phần này là phần speaking. You are planning a trip. Mình lên kế hoạch đi, có một chuyến đi. Work in pairs. Vì mình học là online cho nên mình không có pairs được với bạn mình ha. Nên là mình tự hỏi, mình tự trả lời. Fill in the table with your travel plans. Mình hỏi nè, có hai cột ha các bạn. Me là của mình, my friend là của bạn mình, đúng chưa? Giờ mình tự điền của mình và mình tự điền của bạn mình vào luôn. Mình đóng hai vai. Then talk with your friend and ask about their plans. Complete the table with their answers. Cái phần này có thể mình bỏ qua. Các bạn ví dụ như là Hi, where are you going? I'm going to Tokyo. What about you? Bây giờ mình nói là những cái câu mà where, who, mình cho ba cái hoạt động. What, how, how long. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái bài ở trên này. Đây các bạn, mình dựa vào cái bài này để mình tự thay thế vào. Rất là dễ, không có gì là khó. Các bạn chịu khó nghe, rồi các bạn nói theo, mình nghe, rồi mình lặp lại, mình nghe, mình lặp lại, để cho tiếng Anh mình nó lưu loát.
Rồi, thầy nghĩ là các bạn sẽ làm được ở phần này. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết sau. Goodbye class.